bây giờ thì mình qua đây để nói chung là cũng ủng hộ họ thôi ha. Đúng ra thì cái món ăn thì Rút cũng phải tự nướng luôn, tự nướng rồi tự làm luôn cho nó hấp dẫn thôi. Chắc là Rút ăn có sẵn nha để kiểu là nó về nó nhanh hơn ha. Làm nữa rồi là nó lâu lắm. Mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn, đây là cơm lam. Cơm lam này thì người ta làm bằng cơm nếp, cạo nếp. Người ta ngâm ở chỗ nước là tầm khoảng một ngày cũng được, một buổi cũng được. Khi nhồi nó băm nở thì mình nướng nó dễ chín, nó càng ngon ha. Thì là mình nướng sơ qua thì nó nhanh chín hơn, còn mình không có ngâm nó một buổi hay là một ngày đó, thì nó nướng nó hơi bị cứng này, với lại nó lâu chín này đó. Đây là cơm lam ha. Cơm lam người ta gọi là cơm lam cá nướng. Đây là cơm lam dưới này nó có gạo ha, có cơm ha. Cơm không biết lấy có cái này ngắn hơn, bởi vì hiện tại thì đang no lắm rồi, mà đến ăn mở cho các bạn xem mà no quá. Thôi bây giờ mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn bên này luôn đi. Đây là cà nướng nè ha. Cà này thì nếu mà cà người Sarai đồng bào ở đây đó, là nó nhỏ nhỏ thôi, nó nhỏ nhỏ vừa thế này thôi, ăn nó rất là ngon. Còn cái này là cà cái dòng hàng chậu rồi, hàng chậu nên thì khó ăn quá. Thì nếu mà Rút tính ăn thì nhưng mà ăn không có được, bởi vì này cũng ăn cơm rồi, ăn cơm cũng có ăn hết cà rồi, mà cà trong làng nó ngon nữa chứ. Bây giờ thì cứ để đây để cho khách khác họ ủng hộ ăn. Bây giờ thì Rút sẽ lấy cái ghế đã ha, lấy cái ghế đã, bởi vì mình ở trong làng mình cứ nhiệt tình ha. Tự lấy ghế và tự nướng ăn ha. Đây đều là món ăn của họ để sẵn thế này, để cho nó nóng. Lúc mà khách qua đây thì họ lấy ra dễ hơn, nó nóng, bởi vì cái món này họ cũng nướng nhiều rồi, họ để cho nó nóng thôi. Bây giờ Rút sẽ ăn và thưởng thức cái món này ha. Thì là còn nướng luôn thì cũng bình thường thôi, các bạn cũng thấy thôi nha. Vẫn là thịt heo bình thường, nhưng cái người mà làm cái gia vị này nè, ăn nó rất là ngọt, thơm ngon. Wow, ngọt thơm luôn á các bạn ơi, bởi vì họ pha cái gia vị rất là hợp luôn, bởi vì cái gia vị đó gia vị người Sarai của mình ở đây này, gia vị của người đồng bào này. Quá. Còn nên là có rượu nữa là yêu bài luôn này. Ngon quá các bạn ơi. Mà mình ăn cơm nhiều rồi mà ăn món này vẫn thấy cảm thấy ngon luôn, ngon hơn người yêu mới luôn các bạn ạ. Người yêu cũ thì nó không có ngon là biết rồi, mà ngon hơn người yêu mới luôn. Ăn rồi mà không biết nói gì luôn. Quá ngon. Ok.
Anh bên này cảm thấy nó cũng kiểu là lấy ớt nha, lấy ớt một tí đã, đó, rồi. Xong rồi lấy chanh, ớt mình lên khó, đây, ok, chu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn một video tiếp theo. Mình ăn Tết nha.